Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh du lịch và viễn cảnh chùa Ken Ken Vlog. Hôm nay mình có dịp về với huyện Tân Thành của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến tham quan chùa Linh Sơn Cổ Tự. Linh Sơn Cổ Tự là một ngôi cổ tự của người dân địa phương, là địa chỉ tu học và thu hút được đông đảo lượng du khách Phật tử đến tham quan và cúng kiến Phật khi có dịp đi về với vùng đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay mình đến tham quan cúng viếng, nhân tiện cầm máy ghi hình chia sẻ cho mọi người. Rất mong mọi người thương cùng đón nhận cùng kênh vlog mọi người nhé. Xin kính chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đã có mặt ở Linh Sơn Cổ Tự thuộc về huyện Tân Thành của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay nhân chuyến hành trình đến với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mình đến tham quan Linh Sơn Cổ Tự. Mình cầm máy ghi hình để chia sẻ cho mọi người không gian Phật pháp của ngôi cổ tự này. Vị trí là mặt tiền đường quốc lộ 51 và thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nên việc di chuyển đến với Linh Sơn Cổ Tự thì rất là thuận tiện và dễ dàng. Vị trí cổng tham quan của Linh Sơn Cổ Tự thì mình quan sát thấy có hai tung tượng của hai vị thần Kim Cang, cao khoảng 5m, rất là lớn và rất là uy nghiêm. Hôm nay mọi người hãy cùng trải lòng với Linh Sơn Cổ Tự, cùng tham quan Phật cảnh của chùa, cùng nhau niệm Phật mọi người. Bởi một câu niệm Phật thì phước sanh vô lượng, phải không thưa tất cả mọi người? Vị trí mặt tiền đường, cung đường quốc lộ 51, nối khu vực Đồng Nai với lại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì cho nên cung đường này thì rất là náo nhiệt và sôi động. Nếu không nói rằng là cung đường thì cũng có đôi lúc thường xuyên có vấn đề là kẹt xe. Mọi người đến tham quan Linh Sơn Cổ Tự thì sắp xếp lịch trình đến tham quan phù hợp mọi người ha. Hôm nay mình đến với Linh Sơn Cổ Tự thì quốc lộ 51, cung đường rất là thông thoáng, không có bị kẹt xe mọi người, cho nên mình đến tham quan cũng rất là thuận tiện và dễ dàng thôi ha. Hình tượng của hai vị thần Kim Cang rất là lớn và được sơn màu vàng trầm như thế này mọi người ạ. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong bởi cổng phụ kế bên đây ha. Đây là lần đầu tiên mình đến với Linh Sơn Cổ Tự, thì mình đến tham quan cúng viếng chùa. Mình cầm máy ghi hình chia sẻ cho mọi người không gian Phật cảnh của Linh Sơn Cổ Tự. Có dịp nào đó mọi người về với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cụ thể là đến với huyện Tân Thành, thì xin hãy ghé viếng chùa. Bởi đây là ngôi chùa cổ cho nên lượt Phật tử của chùa là rất là đông đảo, cũng như là địa chỉ du lịch tâm linh cho tất cả người dân, những người con Phật tử chúng ta khi có dịp di chuyển về với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hoặc là mình đi tắm biển, mình đi ngang đây mọi người, tắm biển Vũng Tàu thì cung đường quốc lộ 51 sẽ đi ngang đây. Mọi người có dịp thì đến tham quan cúng viếng chùa ha. Ở trong khuôn viên của chùa mình quan sát thấy có tượng Quan Âm nè, rồi phía sau là có tượng của Đức Thiên Thụ Thiên Nhãn Bồ Tát, trông rất là lạ mắt và rất đẹp, cũng như sự trang nghiêm. Những tôn tượng được đặt bên trong khuôn viên của chùa, mình quan sát thấy thì trông rất là cổ kính ha, rất là cổ, bởi đây là ngôi cổ tự mọi người. Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam Mô Thiên Thụ Thiên Nhãn Bồ Tát. Tôn tượng Thiên Thụ Thiên Nhãn Bồ Tát đẹp mọi người. Hãy cùng chúng ta hãy cùng trải lòng với không gian Phật pháp của Linh Sơn Cổ Tự. Mọi người hãy cùng nhau niệm Phật, bởi chúng ta niệm Phật thì phước sanh vô lượng mọi người, một câu thôi ha. Nói như thế không chỉ đơn thuần chúng ta niệm Phật thì chúng ta sẽ có cuộc sống mỹ mãn. Trong cuộc sống ngày nay chúng ta ngoài việc đến chùa cùng nhau niệm Phật thì chúng ta phải cố gắng tu tâm, sửa tánh để sống tích cực hơn, hướng về tốt đời đẹp đạo mọi người ạ. Mình di chuyển lại gần hơn nơi có tượng Đức Quan Âm Bồ Tát, Thiên Thụ Thiên Nhãn Bồ Tát ha. Tượng đẹp quá ha mọi người.
Tôn tượng của Đức Thiên Thụ Thiên Nhãn Bồ Tát, mình quan sát thấy được sơn màu vàng ha, rất đẹp mọi người. Đẹp lắm phải không mọi người ạ? Mình quan sát thấy thì tôn tượng rất là cổ kính ha, chắc có thể là được tạc từ rất là lâu rồi. Tuy nhiên khi được sơn mới lên như thế này thì tôn tượng mình quan sát thấy rất đẹp và trang nghiêm. Hôm nay mình chia sẻ cho mọi người không gian Phật Pháp của Linh Sơn Cổ Tự của huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu mọi người nha. Đẹp lắm mọi người ạ. Như mình đến với Linh Sơn Cổ Tự vào một buổi sáng, hiện tại thì khoảng 9 giờ hơn, thì kênh Vlog cảm nhận được không gian Phật Pháp ở đây thực sự rất là trang nghiêm, không khí trong lành và mát mẻ. Vị trí kênh Vlog đang ghi hình chia sẻ cho mọi người khu vực chánh điện của Linh Sơn Cổ Tự trông có vẻ rất là cổ kính, màu sơn đã phôi pha theo năm tháng mọi người. Có dịp nào đó mọi người trợ duyên đủ có thể, nếu mọi người đến tham quan cúng viếng chùa, mình có điều kiện thì trợ duyên mọi người ha. Tất cả chúng ta làm vì tấm lòng và vì cái tâm của chúng ta, có nghĩa rằng là mình có tài chánh ít thì mình trợ duyên ít, còn nhiều thì trợ duyên nhiều một chút, hoặc là nếu không có tài chánh, ví dụ mọi người đến chùa thì chỉ một câu niệm Phật thì đã phước sanh vô lượng rồi mọi người ạ. Khu vực chánh điện mình quan sát thấy lối cổ lối kiến trúc rất là cổ kính ha, những mái đao là hình rồng, hình phượng nè, rồi đỉnh điểm thì có đôi phượng, có hình rồng, trông rất là cổ kính, mái ngói âm dương. Phía trên thì mình quan sát thấy hình ảnh của Đức Tây Phương Tam Thánh Phật, với chánh giữa là hình tượng của Đức Phật Di Đà, A Di Đà, bên phải là Quan Thâm Bồ Tát và bên trái là hình ảnh của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Khu vực chánh điện trông rất là cổ kính và trang nghiêm. Được trải lòng với ngôi Linh Sơn Cổ Tự này mới cảm thấy trong tâm thế vô cùng an nhiên và thanh tịnh. Mình cầm máy ghi hình chia sẻ cho mọi người những hình ảnh Phật Pháp của ngôi cổ tự, để với mong muốn rằng là có dịp nào đó mọi người có dịp đi ngang đây, xin hãy ghé viếng chùa ha, cùng trợ duyên chia sẻ với chùa. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi di chuyển vào bên trong khu vực chánh điện của Linh Sơn Cổ Tự thì mình sẽ di chuyển phía góc khuôn viên bên tay trái. Nếu chúng ta đi từ ngoài vào, mình thấy ở đây có một cái bảng thần chú Lăng Nghiêm với hình ảnh của Đức Quán Tham Bồ Tát tự tại. Tôn tượng được tạc từ bê tông cốt thép và được sơn màu gỗ rất đẹp và rất là trang nghiêm. Khi mình di chuyển sâu vào bên trong khuôn viên của chùa thì tiếng xe chạy của cung đường mặt tiền đường quốc lộ 51 cũng giảm dần. Di chuyển vào bên trong đây mới thấy không khí với lại là tiếng ồn giảm đi, có vẻ là thanh tịnh hơn ha mọi người. Hình tượng Đức Thiên Thụ, Đức Quan Âm Bồ Tát tự tại đẹp và trang nghiêm lắm mọi người ơi. Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Bây giờ chúng ta di chuyển cạnh bên tay trái, nếu chúng ta đi từ ngoài vào thì mình thấy có khu vực điện tháp ha. Ở đây có cái gốc quả cây đầu tiên ha, thì có treo nhiều cái câu lời cầu nguyện thỉnh nguyện của gia đình Phật tử mọi người. Quả đầu tiên ha. Ở đây mình thấy khu vực này gọi là vãng sanh đường. Bên trong thì có hình tượng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, tôn tượng được sơn màu đẹp và trang nghiêm. Mình xin phép ghi hình chia sẻ cho mọi người. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ở đây thì mình quan sát kỹ thì hình ảnh Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thì xung quanh có rất là nhiều em bé ha. Hình ảnh Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát độ trì cho em bé mọi người. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sau khi chúng ta vừa tham quan và cúng viếng khu vực vãng sanh đường với hình tượng Đức
địa tạng Vương Bồ Tát, mình di chuyển vào vị trí đối diện bên trong khuôn viên của Linh Sơn Cổ Tự. Thì ở góc này mình thấy dưới gốc cây rất là lớn, dưới gốc Bồ Đề mọi người, thì có hình tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế thành Phật, tôn tượng được tạc từ đá hoa cương trắng trong nhìn đẹp và trang nghiêm. Mình di chuyển lại gần hơn, ghi hình chia sẻ cho mọi người. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi dưới gốc Bồ Đề rất là lớn của chùa ha. Rất đẹp và trang nghiêm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khu viên của chùa thì cũng khá rộng lớn đó mọi người, không quá rộng lớn so với những ngôi chùa có quy mô rộng lớn trước đây mình đã từng đến. Tuy nhiên không gian bên trong đây thì mình thấy rất là an nhiên và thanh tịnh như thế này, cũng có nhiều bóng cây xanh như thế này mọi người ạ. Thật sự rất là yên bình, với những cảnh chùa thì khung cảnh lúc nào cũng yên bình và trang nhã cũng như là sự trang nghiêm mọi người ha. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong chánh điện của Linh Sơn Cổ Tự, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ở vị trí phía trước cửa thì mình quan sát thấy có tượng của Đức Phật Di Lặc mọi người, vị Phật của tương lai, từ bi và hỷ xả ha. Nam Mô Di Lặc Tôn Phật. Giờ chúng ta di chuyển vào bên trong chánh điện mọi người nhé. Không gian chánh điện rất là cổ kính và rất đẹp ha. Lối kiến trúc rất là cổ kính ha mọi người. Chánh điện rất là đơn giản luôn và rất là trang nghiêm. Xin mọi người hãy cùng nhau niệm Phật mọi người ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát. Chánh điện là hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Chủng Đề Vương Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và có tôn tượng của Đức Tây Phương Tam Thánh Phật luôn mọi người. Hai bên khu vực chánh điện thì mình thấy có tượng Quan Âm Bồ Tát và tượng của Đức Đại Thế Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn mọi người ạ. Đẹp và trang nghiêm lắm. Di chuyển qua nơi có tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, ghi hình chia sẻ cho mọi người luôn ha. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bây giờ mình di chuyển ra khu vực phía sau. Khu vực phía sau là nơi mình thấy có tượng Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát và các Đức Phật mọi người và các vị chư thiên khác ha. Khu vực đẹp và trang nghiêm. Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát. Tượng Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát được sơn son thiếp vàng, trông rất đẹp và sự trang nghiêm mọi người. Đàn tràng dược sư. Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát. Vị trí đối diện với nơi có tượng Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát là hình ảnh của Đức Tổ Sư Bồ Đề Mạt Ma và di ảnh của các vị cố đại lão hòa thượng của chùa. Nam Mô Tổ Sư Bồ Đề Đạt. Nam Mô Di Đà Phật. Oh, oh, oh.
Như vậy video clip ghi hình Linh Sơn cổ tự, nhưng chuyển đến tham quan cung điển, mình ghi hình chia sẻ cho mọi người những hình ảnh mới nhất về chùa, đến đây xin tạm dừng. Chúc mọi người sớm có chuyến hành trình đến với Bà Rịa Vũng Tàu và đến tham quan cung điển Linh Sơn cổ tự trong thời gian gần nhất mọi người nhé. Xin cảm ơn mọi người, cảm ơn, xin chào.